Đó là Lan mình đâu biết. À, tức có nghĩa là bà Lan này là bà Lan là bạn của vợ anh. Ừ, là em quen. À, có hay qua nói chuyện không? Bây giờ thì ước một chút chậm xử vợ anh nhiều, vợ anh mất rồi đâu còn xử đâu. À, vợ anh mất hả? À. Rồi chứ lúc trước thì về là ghé uống rượu lắm. Vợ anh mất giờ thì ghé. Thì có thỉnh thoảng hay qua nói chuyện với anh cho em? Thì mình. Dạ. Yeah. Dạ, lời đầu tiên cho Chọc xin mến chào quý bà của chú anh chị và anh em Chọc cũng đang cập nhật cũng như là đang trước nhà của gọi là cô bí ẩn, bí hiểm, bí đáy của anh chị nha. Anh em đã Chọc đã hứa rồi, đã làm là tới nơi đến chốn nha quý bà anh chị. Thì mong rằng bác Hai và anh Vũ sẽ, anh em sẽ hỗ trợ cho là ba mặt một lời đó. Anh em gây áp lực để cho bà sẽ trả hoàn lại một cái số tiền là gọi là chính xác là tiền mà vẫn chuyển nó có hóa đơn này nọ đó, 1 tỷ mấy gì đó quý anh chị. Đó, thì để gây áp lực cho bà thì bây giờ em sẽ gọi cho anh Vũ, gia đình anh Vũ ha, để xem như thế nào để anh em hỗ trợ. Anh nói đi. Cái chuyện mà của gia đình mình bị cô bí ẩn này mà lừa 4 tỷ mấy đó anh. Dạ. Thì anh có biện pháp nào mà giống như là anh có muốn mà lên trực tiếp không? Tại vì em đang mấy hôm nay là em đang ở kế bên nhà bà nè. Thì nói chung là em cũng bây giờ đang gửi đơn, đang đi tỉnh nè, tỉnh ta cũng nhận hồ sơ mình rồi. Yeah. Nhận cái đơn của mình rồi, bây giờ để người ta tham khảo lại rồi chừng nào ấy người ta thông báo cho mình biết. Không, bây giờ em mới có một cái như thế này nè, có một cái người đó là của làm việc á, là hướng dẫn với em như thế này nè, có tư vấn cho em như này nè. Dạ, tại vì đang ở trên nhà bả đang trên địa phương này, thì anh phải lên phường này, anh phải đạp đặt cái đơn đưa lên phường này. Anh hiểu không? Có một cái đơn đưa lên chảnh đó ha anh. Đúng rồi, có một cái đơn tại vì bả đang cư ngụ ở đây. Cái hộ khẩu của bả ở trên đây cho nên anh phải làm đơn trên này một lá đơn nữa. Rồi cái giấy chứng minh của bả, căn cước của bả là ở tỉnh biên, tại em gửi ở bên tỉnh biên với An Giang dưới này không à. Cái đó là tạm trú cho anh đó dạ. Tại vì hàng xóm người ta nói là bả có một cái căn nhà trong hẻm này nữa, còn cái căn nhà mà trong với máy bay này là bả thuê thôi. Vậy sao? Dạ. Cái đó là cái trong hẻm là chỗ 83. Dạ đúng rồi. 83. Dạ. Gia đình mình bây giờ mà anh muốn trực tiếp lên gặp bả luôn không? Sao anh mua gia đình mà không lên gặp trực tiếp luôn? Giờ trực tiếp mình nói chuyện cũng đâu lợi, bả phủ nhận, bả từ chối không, bả chửi bà mẹ còn hơn là gì nữa, sao mình đâu có nói chuyện gì với bả được. Bây giờ nè, nếu mà anh, gia đình của anh á, nếu mà chấp nhận á, thì anh em ở dưới miền Tây và anh em lên Sài Gòn này, anh em của em trên này đã hỗ trợ cho gia đình mình là tới là ba mặt một lời, là có biện pháp nào nè mà bà có hoàn tiền lại một số tiền nào đó, đúng không? Rồi có, anh cũng như gia đình mình có thương lượng rồi anh, cũng như đi lên chảnh chú với lại mấy chú, hai ba chú với gia đình anh em lên là bà chửi, bà nói là bà chửi bà mẹ luôn, bà nói là chị đừng có lên đây mà chị nói tiền bạc gì tôi không có biết, tôi không có lấy tiền bạc gì của chị hết trơn á, chị đừng nói hồ đồ, chửi bà dữ lắm. Rồi gia đình mới đi về đâu có thương lượng gì được đâu. Rồi những cái lúc mà mình chuyển tiền vẫn có hóa đơn chứng từ đàng hoàng đúng không, là tên mới nhận luôn đúng không? Chuyển tiền thì cũng em nó chuyển, em đứa này đứa kia, em dâu rồi em út rồi nó chuyển thì có chứng từ. Nhưng mà cái mình đưa á, mình đưa thì cũng có mấy ông chú rồi đem lên trên đó gỡ, rồi đi lên Châu Đốc gỡ, rồi bả xuống Long Xuyên, nói chung là bả lấy nhiều nơi. Dạ. Vậy là bả dụ mình có một cái là bả kêu mình gỡ tiền mà mượn người khác gỡ nữa, mà nhưng trong gia đình mình đâu có mượn ai. Bả nói cũng như một người chuyển hoài không được, bả đưa hai ba cái tài khoản đó, bả kêu là mượn người này người kia chuyển chứ đừng có chuyển một người vậy đó. Nhưng mà quan trọng á là đúng cái tài khoản tên của bả nhận không? Đúng. Đúng cái tên bả nhận là ok, không sao cả. Dạ. Dạ. Tại vì em muốn là, tại vì em cũng thấy là bên đình Bắc Hai hiện tại Tết á, nên là em không có thể nào xuống dưới được, cho nên là em có liên hệ với những anh em ở dưới, ai cũng biết em hết á. Là dạ, muốn là dạ, muốn hỗ trợ là anh em dưới hết kết hợp với anh em trên đây để mà tới nhà bả luôn. Tại vì hôm qua em đã tới nhà rồi. Tới nhà nhưng mà bả thấy bọn em rồi bỏ chạy. Thì tối đêm hôm em có coi cái clip của anh mà không có thấy số điện thoại để em liên lạc với anh. Dạ. Anh em cũng nhắn tin trong đó đó, cũng như bả thì ở cái nhà bả sát cái quán mà 89, cái quán bia cà phê đó có, em đang ngồi đây nè.
Dạ thì ở đó ông đó thì cũng dính nó, bả bán nhiều cái điện thoại gì đó nữa đó, Dạ rồi bả đi ăn là bả đi ăn ban đêm không à, bả đúng bây rồi. giờ chắc này nếu mà bả lên là bả ngủ cho tới 1-2 giờ vậy đó, bả đi ăn đằng quán bị tiết á, Dạ ở quán bị tiết rồi ăn uống rồi thiếu tùm lum rồi cự lộn gì chữ lộn rồi nghỉ không có lại đó nữa, dạ rồi mới đi lại quán Z á, quán cà phê Z á, uống ở đó với ăn ở đó không à, đi là đổi hướng rồi. dạ anh Vũ ơi, bây giờ em chính xác lại gia đình mình bả nhận hết bao nhiêu tiền, có chứng từ á? Có chứng từ là 1 tỷ 1 đó chuyển á, À, 1 tỷ 1. còn còn mình gửi á là cũng như là tôi cũng đem lên rồi em Út rồi chú Hai Nghĩa rồi chú Bảy cũng Dạ đem lên tặng nhà, rồi gửi cô Út thì cũng có vài trăm vậy đó, yeah. mà bà nói bởi vậy sao mà không nghĩ sao mà mình cũng nôn nóng cái chuyện của em mình rồi mình vậy cũng uất ức quá, rồi bà nói bà nhảy ra bà nói cũng như đúng rồi không à, gia đình cũng đâu có am hiểu gì pháp luật gì đâu mà rồi bây giờ đi chạy đi ấy đi lo, tôi nói ông bây giờ giấy tờ đất nhà giấy đất mộ gì đi cầm đi cố hết trơn, bây giờ đi ăn mày hết trơn luôn. Dạ là có nghĩa là gia đình mình nhiều người chuyển tiền rồi nhiều người cũng cầm lên tặng cái nhà ở văn phòng bán vé máy bay của bà cũng đưa tiền tiền mặt luôn. Đưa tiền mặt Dạ tổng cộng rồi. là chúng mà kinh chi phí này nọ luôn là khoảng là 4 tỷ mấy, 4 tỷ gửi 30, nhưng mà có Dạ hóa đơn chuyển tiền thì có 1 tỷ mấy thôi. dạ Dạ hóa đơn chuyển tiền có chứng từ đó là 1 tỷ 1, mà còn cái phần kia thì cũng như người này người kia đưa vậy đó, nhiều nơi bả nhận nhiều nơi lắm. dạ nhưng mà em nói với anh như thế này nè, tại vì khúc đó là gia đình mình đang bị giống như là bị rối loạn rồi, thì bả vô bả là Dạ một cái người ta gọi là giống giúp gia đình mình đúng không, rồi xong mình muốn dạ nghe lời xong rồi đưa tiền đi, nhưng mà em thắc mắc ở vấn đề tại sao mà bà gia đình mình không dám lên tận mặt bả chửi chứ. không cũng có lên nữa, lên mà lên lên là bả chửi dữ lắm, nhưng mà lên mà bả phủ nhận bả nói cái gì đâu đâu không hà, bả không có nói vụ mà tiền bạc mình cũng tính lên thương lượng bả một lần rồi, cũng như giờ bả nói là 1 tỷ hoặc mộ đó, rồi nhà báo cũng không có, rồi luật sư cũng không có, giờ mình bả kêu mình hỏi nợ ở ngoài đó đó, rồi bả đưa bả cho mượn lợi, cũng như bả kêu mình hỏi cái đó đi lo cái đó đi nữa, có gì bả cho mình mượn lợi thì đi hỏi đi cũng như đi nhờ chú bác đồ dòng họ đó hỏi người 200-300, 200-300 nhiều người lại mới góp lại, chứ đừng không mà đâu có mà 1 tỷ cái mọc anh, rồi cái bả hứa rồi hứa vậy đó, hứa tháng này qua tháng nọ cái lên rồi bả kiếm chuyện bả nói mình lên nói vụ tiền rồi ghi âm rồi chụp hình bả gì thì bả chửi bả bỏ qua, rồi tới cuối cùng cái mình lên mình nói cũng như cái ba cái tiền đó thì bả không có làm á, hoặc mộ thì cũng không làm nhưng mà không có luật sư không có nhà báo thì thôi bây giờ cũng như lên mình năn nỉ cũng như là thôi mình xin là hoàn cái số tiền đó lại đặng mình trả cho cái người hỏi ngoài đặng đỡ đỡ đóng lãi, thì bả lên bả chửi bả làm quá trời luôn, bả chửi mẹ về bà mẹ bả mới nói thôi giờ cái này nói tới tiền bạc cái này lường gạt mình rồi, thì nói vậy rồi bả cũng tính kêu cộng đồng là mấy tháng trước rồi không có cho lên chữ lên làm dữ lắm dãy tê tê không có cho, cuối cùng sau này cái vụ mà luật sư sau này nè rồi tôi đi theo rồi nói bộ vô cục vô hoài tôi đi theo gán thêm mấy tháng nữa đó, rồi không không có rồi tôi mới xách hồ sơ về bả mới điện bả chửi tôi đó, tôi ghi âm bả chửi tôi có ghi âm đó, Đúng rồi tôi em thấy. đưa lên đoạn ghi âm đó. Thì Thì bây giờ thì cũng không biết làm sao. bây giờ có chỉ nước mà gây áp lực thôi, là có nghĩa bây giờ là anh em cộng đồng mạng lại là đi chung với anh em cộng đồng mạng luôn, là tới chỗ văn phòng của bảo vé máy bay á, là mình tới đó mình quay phim chụp hình luôn không sao cả, có anh em hỗ trợ, anh em miền Tây với anh em của em lên đây thì có anh em bên đây hỗ trợ cho anh gia đình mình, nó là như vậy. Tại vì hôm qua là em đã đến rồi, em đến rồi là bà thấy bọn em đứng ngoài này là bà bỏ chạy mà Bây bà, giờ em đã từ sáng tới giờ bả không thấy ra luôn. không, bây giờ bả về dưới này rồi, Về bả về hả? Châu Đốc dưới này rồi, Dạ và bả về Châu Đốc rồi, bả cũng như bữa với hai cái ở dưới này mình chụp chịch gì cái bả giọt lên trển bả ở bữa với hai cái bả giọt về vậy đó chứ bả không ở một chỗ. Dạ yeah. Dạ
ấy thì để nữa để dài đi coi em, bây giờ em đang ở dưới tỉnh, em đang chạy về nữa, có gì về nhà có tối hay chiều gì anh em mình bàn nói chuyện tiếp sau ha. Dạ em có kết bạn Zalo anh đó, một tí anh chấp nhận dạ. Em đi. Dạ dạ dạ. Dạ dạ ok anh, rồi ba anh Vũ nha. Có dạ. Gì nhắn tin cho em. Dạ dạ dạ. Rồi, cảm dạ. Ơn em. Dạ nãy giờ thì em có gọi cho anh Vũ con Bắc Hai đó quý anh chị, thì clip em đến đây cũng kết thúc, xin hẹn quý bà anh chị những clip tiếp theo. Bye bye tất cả quý bà anh chị.